Và bây giờ các anh các chị đại gia đình nhà mình hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón Giá Hát Văn, cô bé Thượng Ngan. Nhà các bạn to lên đi em ơi. Lạy cô thương bà con La Xuyên, Ý Yên, Nam Định. Lạy cô chuẩn bị tặng hoa, tặng rượu. Xin thay mùa thu trên ngàn bầu trời cảnh Phật Ý treo leo kìa dòng sông thương nước chảy trong veo. Ý à ơi à ơi à. Lạy cô quyền cô phép cô à. Sông thương nước chảy trong veo kẻ xuôi người ngược. Cao thấp ngàn cỏ hoa tâm mi tóc mi màu xanh mi. Cô xinh quá này cô tươi quá. Em cảm ơn chị. Cô bé càng nhìn thì đôi núi càng xinh nghi, hoa phô sắc thắm. Mọi màu niềm thích thú một bầu phong cảnh bụi cơm lam thịt là thính cô ưa ô chơi đồng đắng ao cá chờ bờ. Anh ơi cho cái mic mẹ mà to lên một chút. Lạy cô thương cha mẹ Tần Hoài. Lạy cô trắng mùa thu về hoa cúc vàng tươi dốc mà dốc trên sườn núi sau lưng đèo người mèo ca hát đi dốc trên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi về. Cô dạy người kinh xuống sông thả lưới, cô dạy người mường phát giấy làm nương ai ca vang trên sườn núi sau lưng đèo người mèo ca hát đi ai ca vang trên sườn núi sau lưng đèo người mèo ta đi về. Em cảm ơn chị. Cô thương bà con La Xuyên. Lạy cô bài sai bài sai đối chiều lục mi cũng mi nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang tính cô hay mang chúc mi bằng giang. Nhiều sức khỏe. Lạy cô em cảm ơn anh. Tới đâu
có đón hoa chào. Cô về rách điệu sớm chiều ca vàng, tay khơi bề bán rừng vàng, bán cho trăm họ giàu sang đời đời, bán cho bà con La Xuyên đây đời đời giàu. Lộc tài cô mới ban ra, bốn phương hội họp đề đã tháng ngày, ban cho tiền tốt lụa dày, bồng lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho giải nhất sang yêu, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Cha mẹ hoài tần đây hôm sớm phục thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 10. Tay múa đều theo với nhịp đàn ca, đôi tay tiên kiểu đôi tay tiên tiền lá viên cành, hái tài hái lộc cho bà con La Xuyên đây. Bước chân cô đã bước tới đâu, đầm bầm nhân nghĩa bắc cầu vinh hoa, cô bé đẹp như sao bắt đầu ngân hà.